Chào các bác làm vườn. Hôm nay bên cơ sở em Thảo lại về được cái mẫu kéo thép đúc, là một cái dòng kéo mà chuyên nghiệp dành cho các bác làm cây bonsai, làm cây cảnh. Với cái mẫu kéo này thì cũng có video em đã đăng tải rồi. Và hôm nay em về số lượng không được nhiều. Đây là có 40 cây. Để gửi tới các bác thì em xin chi tiết để các bác mình xem sẽ nắm bắt được nhé. Và chắc chắn các bác cũng đang quan tâm muốn biết giá của nó là bao nhiêu. Sau đó em sẽ báo giá. Cây kéo này thì cái tổng chiều dài của nó sẽ là 21cm. Đặc biệt ở cái dòng kéo nó có cái lò xo rất là gọn, cứng và bền. Dưới cái phần tay thì nó sẽ có một cái chốt như thế này. Đây là cái phần mở kéo nha các bác nhé. Dòng kéo này thì nó là mẫu kéo thủ công, nó cũng không được đẹp mấy, nhưng mà được cái chất thép của nó thì rất là ok các bác ạ. Và nó không có vỏ, giá của nó cũng rất là hợp lý. Tất cả những cái dòng kéo thép đúc thì đây là cái mẫu kéo được các bác quan tâm rất nhiều, nhưng mà hàng nó sẽ không về đều. Thế bác nào mà đang có nhu cầu về cái mẫu kéo này, liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em Thảo để đây nhé. Đấy là số điện thoại chính, có cả Zalo. Các bác có thể vào để sưu tầm những cái dụng cụ làm cây của bên cơ sở em Thảo. Với hàng nghìn những cái mặt hàng khác nhau thì đây cũng là một cái mẫu kéo được các bác rất là ưa chuộng. Đấy, cái dòng kéo này thì hôm nay em sẽ quay rất gần như này để các bác nhà mình xem cho kỹ. Các bác đầu tiên khi mở tay cầm là mở cái phần lẫy ở đây ra này. Và cái tay của nó nhá, cái phần tay của nó cái thép đúc liên kết nó chạy suốt từ đây xuống hết cái phần cán tay này. Để cho các bác nhà mình làm êm thì họ sẽ thiết kế ra cái phần ốp gỗ như này, để khi mình cắt sẽ không bao giờ bị trượt. Và cái đinh chốt của nó cũng rất là chắc chắn các bác nhé. Cái mẫu tay ốc gỗ này thì nó cũng là một cái dụng cụ rất là hay để các bác nhà mình siêu tầm về đồ làm vườn. Đấy, các bác mở tay của nó ra đây này. Đây, mở tay ở đây ra các bác nhé. Đấy, cái con kéo này thì cái chất liệu thép đúc từ bên trong đến bên ngoài, ví dụ như phần bên ngoài thì nó sẽ láng hơn này. Còn phần bên trong nó là đúc thô. Đấy, cho nên nó như thế này thì các bác nhé. Nhìn rất là ok và chắc chắn. Dụng cụ này thì khi sử dụng xong thì các bác nhà mình lau cho nó một chút dầu lên bề mặt như này, để bảo quản chiếc kéo sử dụng lần sau nó sẽ chắc khỏe hơn. Đấy, các bác có thể sử dụng cắt cành, tỉa cành, cắt những cái cành to cũng khá là to ở cái mẫu kéo này nhé. Đấy, cái kéo, một chiếc kéo này thì nó sẽ không có kéo tỉa, chỉ có cây cắt như thế này thôi. Cái phần bề mặt gỗ này của nó thì cũng hơi thô sơ, không được mịn. Đấy, cho nên nó mới là cái dòng kéo thủ công để gửi từ các bác nhà mình. Với cái mẫu kéo này thì em Thảo cũng báo giá luôn nhé. Dòng kéo này thì em đang gửi từ các bác, giá sẽ là 250.000 trên một cây này. Đấy, dòng kéo tay ốp gỗ. Các bác nhớ nói là tay ốp gỗ nhé. Bởi vì trong rất là nhiều những cái dòng kéo thì cái mẫu kéo tay ốp gỗ này thì em cũng sẽ có một loại nó cũng tương đương gần, nó cũng là tay ốp gỗ nhưng nó là cái dòng làm vườn. Còn đây là cái dòng làm cây cảnh. Chiều dài của nó em đo thực tế này để các bác nhìn nhá. Nó 21cm. Đấy. Trong tất cả mẫu kéo thép đúc thì đây cũng là cái mẫu kéo dài, có chiều dài hơn tất cả những cái dòng khác. Rất là đẹp các bác nhá. Đấy, bác nào mà đang có nhu cầu về cái mẫu kéo làm vườn này, liên hệ trực tiếp tới bên cơ sở em Thảo. Và với các bác mà lần đầu tiên khi xem được video thì chắc chắn các bác đã chọn được một đại lý chuyên về đồ làm cây cảnh, đồ làm vườn lớn nhất khu vực miền Bắc. Để tiện theo dõi thật nhiều những cái dụng cụ của bên em, các bác nhớ nhấn đăng ký kênh ở ngay cạnh màn hình đây. Đấy là cái nút để khi các bác đăng ký rồi thì em đăng tải một video nào lên thì các bác sẽ nhận được cái thông báo để xem, để lựa chọn một cái dụng cụ hay về đồ làm vườn. Đấy, dòng kéo này thì em quay rất chi tiết nhé. Để mong các bác là khi xem thì sẽ lựa chọn đúng một cái món mà mình đang cần đến. Đấy, con này thì thép đúc toàn bộ từ phần lưỡi cho tới phần tay cầm liên kết hết các bác nhé. Đấy, liên kết hết cho nên nó rất là khỏe. Phần lưỡi kéo cũng rất dày như này. Đây là phần ốc chốt này. Kéo này thì em sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc nhé. Nếu như các bác mà muốn mua thêm một cái món đồ gì thì các bác có thể xem qua những cái video của em. Tất cả video của em thì em đều, những cái sản phẩm thì đều đăng lên kênh để các bác nhà mình được lựa chọn. Thì cũng cảm ơn là các bác trong thời gian vừa qua ủng hộ bên cơ sở em Thảo rất nhiều. Đấy, nếu có nhu cầu về cái dụng cụ gì thì các bác cứ liên hệ trực tiếp nhé. Còn nếu như để xem trực tiếp nhiều mặt hàng thì các bác kết bạn Zalo để em gửi từng mẫu cho các bác nhà mình được lựa chọn. Đấy, dòng này thì em sẽ gửi đến tận nhà các bác.
miền Nam, miền Bắc thì các bác đều có thể mua. Và rất mong những cái sản phẩm khi các bác mà lựa chọn của bên em, tới lời các bác bỏ ra kiểm tra hàng trước khi trả tiền các bác nhé. Đấy là phương châm bán hàng của bên cơ sở Âm Thảo. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Em xin kết thúc. Hẹn gặp lại các bác ở một cái dụng cụ sau nhé.